các bạn đuổi vợ đi ạ? Vợ thích đi hay đuổi? Thích đi đuổi. Lên quá. Cho nên nửa tháng. Các bạn đưa đi. Vâng, thôi chưa qua này về. Hơi ô tô sang. Tiền đâu đây? Anh nói chuyện cha. Tiền đâu mà mua? Em có là em cũng mút rồi đấy. Đi đâu nó tiện luôn.